Thưa quý vị, tại Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028, bà Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa 16, tiếp tục tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa 17. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phan Thị Thúy Linh cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời cho biết sẽ nỗ lực hết mình trên cương vị mới, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo tổ chức công đoàn thành phố phát triển vững mạnh, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn thành phố khóa 17, gồm 38 đồng chí và bầu 13 ủy viên Ban thường vụ, các phó chủ tịch Ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, gồm 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.